Những thanh niên tuổi 18, đôi mươi từng lên nương làm rẫy, từng gánh bắp, đùa trâu. Nhiều người dân tộc thiểu số nói tiếng Kinh chưa sói, làm việc miệt mài. Họ chấp nhận hiểm nguy một cách bình thản. Hàng hóa tại ga lũy xá được giải tỏa an toàn. Những tấn hàng cuối cùng đang chờ xe đến. Các đồng chí đâu rồi? Xe tải chất đầy hàng. Nào, giải lao 15 phút. Người giải lao mọi người ơi. Tiếng nói đại đội thanh niên xung phong 915 phát đi từ xe chở ga. Xin mời quý thính giả nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu của đài phát thanh đại đội 915. Mở đầu chương trình, xin mời anh Thắng, chị Nga, hai giọng ca xuất sắc, đôi song ca tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Lên đi. Sao lại nói như thế hả? Bậy nào, làm gì có tình trong tình ngoài. Em nói thế để Phó Cường kỷ luật đấy. Ơ kìa, hát cho đài, hát cho tập thể, hát về quê hương, kỷ luật cái gì mà ai kỷ luật? Đúng rồi. Ngày trước có một đoàn địa chất đến bản em thăm dò cái gì ấy. Trong đoàn có một bác có một cái hộp hình chữ nhật, biết nói, biết hát, biết cả thông báo tin chiến thắng ở chiến trường nơi mà anh trai em đang chiến đấu ấy. Mẹ em thích lắm, hỏi đấy là cái gì. Bác ấy bảo đấy là cái đài. Từ ngày ấy mẹ em ước ao nhà mình có một cái đài. Thế rồi lúc sinh em, mẹ đặt tên là Đài. Này, từ lúc lẫm chẫm, em đã hát cùng với gió núi, hát cùng với chim rừng cho mẹ em vui, vơi đi nỗi nhớ người con trai cả đang ở chiến trường đánh giặc đấy. Đây đúng là một cái đài không cần pin. Mọi người, đề nghị mọi người trật tự. Tiếp tục chương trình ca nhạc giờ giải lao.